Đối với tất cả những bạn yêu nấu ăn thì các bạn cũng biết rằng là để nấu được những món ăn ngon hấp dẫn thì không phải ai có thể làm được. Đầu tiên đó là khi mà chúng ta nấu những món ăn làm từ rau củ thì công việc thái cắt rau củ là một công việc tiêu tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Vậy thì tại sao các bạn không tìm cho mình một người trợ thủ? Với chiếc máy thái rau củ quả thì công việc của bạn sơ chế rau củ sẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn có thể chế biến những món ăn ngon từ các loại rau củ với nhiều hình dạng, miếng cắt khác nhau giúp các món ăn trở nên bắt mắt và hấp dẫn hơn. Hãy chế biến rau củ tốt cho sức khỏe thành những món ăn bổ dưỡng, dễ ăn và ngon miệng. Các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với những thiết bị về thái rau củ quả do Đức Việt cung cấp với kết cấu rất là bền bỉ, chắc chắn sẽ phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, tốt cho sức khỏe. Sản phẩm mà các bạn đang xem ở đây đó chính là một chiếc máy thái rau củ mã số DVTL266 dạng thái lát với kích thước theo chiều dài rộng cao đó chính là 34,5 x 33,5 x 39 cm, có chân chống trượt, cắt hai chiều, độ dày từ 0 đến 13 ly, giá bán là 2.499.000. Sản phẩm máy thái lát rau củ DVTL266 có thiết kế chân đế cao su chống trượt, vận hành an toàn khi sử dụng, thân máy làm bằng nhựa ABS, an toàn vệ sinh thực phẩm giúp người dùng dễ vệ sinh sau khi sử dụng. Với đường cắt hai chiều dễ vận hành, máy điều chỉnh được độ dày lưỡi cắt từ 0 đến 13 ly, giúp người sử dụng điều chỉnh độ dày mỏng tùy ý với từng thực phẩm. Lưỡi dao thái bằng nhôm có thể tháo rời để vệ sinh dễ dàng. Nếu các bạn có nhu cầu cần tư vấn hoặc là mong muốn sở hữu cho mình một chiếc máy thái lát rau củ thì hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Với sự tiện lợi mà máy thái lát rau quả Đức Việt mang lại, bạn sẽ trở thành người đầu bếp chuyên nghiệp trong việc sơ chế thực phẩm. Nhờ có máy mà có thể làm ra nhiều món ăn bắt mắt hấp dẫn hơn, với giá thành cạnh tranh, nhiều ưu đãi, chế độ bảo hành lâu dài. Hy vọng bạn sẽ chọn chúng tôi là bạn đồng hành của bạn trong việc chọn mua dòng sản phẩm máy thái lát rau quả Đức Việt phù hợp với chính bản thân mình. Và đặc biệt khi sử dụng các loại máy này thì những sản phẩm từ rau củ mà chúng ta cho ra như ý muốn sẽ giống như là các sản phẩm của những đầu bếp chính hiệu khi thái. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng với nhau quay trở lại với chuyên mục tư vấn sản phẩm. Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về Rossi Việt Nam, người bạn đồng hành của mọi dự án bếp công nghiệp. Thiết bị bếp công nghiệp là một dòng sản phẩm hỗ trợ các đầu bếp tại các khu bếp, nhà hàng, khách sạn cũng như là bệnh viện và trường học. Những năm qua, tốc độ đô thị hóa và phát triển của Việt Nam ngày một mạnh mẽ thì nhu cầu về thiết bị bếp công nghiệp và máy chế biến thực phẩm ngày càng được chú trọng, mở rộng về chất liệu cũng như nguồn gốc sản phẩm. Nếu trước kia các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp còn sơ sài và gia công tự phát thì ngày nay khi đòi hỏi về chất lượng cũng như hiệu quả và công năng, các dòng máy chế biến thực phẩm hiện đại đang góp phần tạo dựng lên những giá trị cho chủ đầu tư nhờ tiết kiệm chi phí cũng như đem lại khả năng nấu nướng và khối lượng lớn thời gian nhanh chóng nhất. Rossi Việt Nam hiện là một trong những công ty đi tiên phong phân phối và bán lẻ các dòng sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp cũng như máy chế biến thực phẩm. Đứng trước làn sóng xây dựng bệnh viện, trường học, khách sạn và nhà máy trên toàn quốc như hiện nay, Rossi Việt Nam xác định rõ vị trí của mình. Ngoài việc chúng tôi bán lẻ các sản phẩm đến tận tay khách hàng, thì việc đồng hành là nhà thầu phụ cũng như nhà cung cấp cho các chủ dự án và các nhà trúng thầu, các dự án bếp công nghiệp, nhà hàng, khách sạn là một định hướng phát triển quan trọng của chúng tôi. Rossi Việt Nam xác định rõ tinh thần và vai trò luôn là người bạn đồng hành cho mọi dự án, mọi nhà thầu xây dựng cơ bản và hoàn thiện tại Việt Nam với các hạng mục bếp, nhà hàng, bệnh viện, trường học, quán bar. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Rossi Việt Nam có mối quan hệ thương mại thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất kinh doanh máy chế biến thực phẩm trên toàn thế giới. Phương châm của chúng tôi là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị vận hành với những hiệu quả cùng với các mục tiêu giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, tối ưu đầu tư, khơi nguồn đam mê, kiến tạo sự thành công. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động thương mại của Rossi Việt Nam với những công ty và tập đoàn sản xuất kinh doanh máy chế biến, thiết bị bếp công nghiệp hàng đầu trên thế giới.
Các bạn có thể thấy rằng là đây là đại diện của Roxy Việt Nam đang tham dự những buổi triển lãm, buổi bàn giao công nghệ, ký kết hợp tác với những hãng hàng đầu như là Wallo, Imensa, Skimsen hay là Resto Italia. Danh mục sản phẩm của công ty chúng tôi cũng rất đa dạng, phong phú với hệ thống showroom và kho bãi, luôn đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện dự án mà không gây ra phát sinh thời gian cho các bạn hàng. Các sản phẩm chủ đạo của chúng tôi gồm có: thứ nhất đó là tủ nấu cơm công nghiệp, sản phẩm không thể thiếu trong mọi gian bếp. Các bạn có thể thấy rằng là chúng tôi cung cấp rất là nhiều loại tủ nấu cơm, từ dùng ga cho tới dùng điện, từ 6 khay cho tới 24 khay, đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các quý khách hàng. Ví dụ như chiếc tủ DVE210Z hay là tủ DVG324EQTSX hay là dòng tủ của Coresta KRS12GZ hoặc là dòng tủ của hãng Wailan, Trang Hê, vân vân, như là chiếc CHA1000. Còn dưới đây là một số hình ảnh cụ thể của chiếc tủ nấu cơm Đức Việt dòng DVE324Z. Đây là một chiếc tủ nấu cơm điện 24 khay. Loại dòng sản phẩm thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến ở đây đó chính là một chiếc máy sấy bát diệt khuẩn khử độc. Dòng sản phẩm đem lại sự an toàn, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng cao. Roxy Việt Nam hiện đang phân phối rất mạnh các sản phẩm máy sấy bát diệt khuẩn khử độc của Đức Việt và Coresta, như là dòng máy sấy bát của hãng Đức Việt, mã số DV1000i, máy sấy bát Đức Việt mã số DV300ITX, hoặc là dòng máy sấy bát của các hãng như là hãng Trang Hê, mã số CHRTD1380BT, hoặc là mã số máy sấy bát CHITD1200B. Còn đây là hình ảnh cụ thể của một số loại máy sấy bát Đức Việt. Trong đây là hình ảnh của chiếc máy sấy bát diệt khuẩn Đức Việt loại 1200L, sử dụng điều khiển cảm ứng, mã số là DV1200ITX. Loại thứ ba mà tôi muốn đề cập tới đây là dòng bếp ga công nghiệp, thiết bị nấu cơ bản nhất của không gian bếp công nghiệp. Roxy Việt Nam cung cấp rất nhiều mẫu, kèm theo các phong cách bếp nấu Á Âu khác nhau tùy theo phong cách của người đầu bếp. Các bạn có thể tham khảo, đây là một số hình ảnh của chiếc bếp mã số BGDV2B2C18QG, hoặc là chiếc bếp ga của hãng nước Việt mã số BGDV2H14Q. Còn trong đây là cụ thể hình ảnh của chiếc bếp ga Âu 4 bếp Wailan sản xuất, có mã số là VKPS4. Loại thứ tư mà chúng ta hãy cùng nhau đề cập tới đó chính là chiếc bếp từ công nghiệp, dòng sản phẩm thay thế bếp ga công nghiệp hiện nay. Bởi trào lưu cấm dùng ga tại các tòa nhà, các trung tâm thương mại cao cấp thì với hiệu suất nấu ăn tuyệt vời, bếp từ công nghiệp hiện đang là dòng sản phẩm bán rất chạy, là sự lựa chọn của rất nhiều dự án khi được cung cấp bởi Roxy. Ví dụ như là chiếc bếp từ công nghiệp của hãng nước Việt sản xuất như là model BTDV1CK500, hay là chiếc bếp từ BTDV2H1000, hoặc là chiếc bếp từ BTDV2CK3000. Cũng tương tự như thế thì chúng tôi còn có các sản phẩm đến từ Hàn Quốc cũng như châu Âu. Đến từ châu Âu, cụ thể là do Italia sản xuất là dòng bếp của ATA, mã số K7EC105TT, hoặc là chiếc bếp mã số K1EC105VV, hoặc là chiếc bếp mã số K1EVC10FV. Đối với dòng sản phẩm có xuất xứ Hàn Quốc của hãng Coresta như là mã số KRID1400HM4, hoặc là chiếc bếp từ KRID1500CHI, hoặc là chiếc bếp từ KRID500CHK. Dòng sản phẩm thứ 5 đó chính là chiếc máy rửa bát công nghiệp. Đây là một sản phẩm giải phóng nhân sự, tạo hiệu quả đầu tư với các bếp công nghiệp lớn. Một sản phẩm nhỏ mà thay thế từ 5 đến 10 nhân công, có loại tương đương với 20 nhân công. Roxy Việt Nam cũng là nhà phân phối và cung cấp máy rửa bát chuyên nghiệp cho các dự án.
Một số mã số của chiếc máy rửa bát công nghiệp lớn do hãng nước Nhật sản xuất như là DVMRB200B hoặc là chiếc máy rửa bát hoặc là model DVMRB200B. Đây là một số sản phẩm máy rửa bát công nghiệp đang được bán chạy tại Rossi Việt Nam. Còn đây là một số hình ảnh cụ thể của chiếc máy rửa bát nước Việt. Các bạn có thể thấy trong clip, đây là chiếc máy rửa bát loại nhỏ có mã số là DVMRB580XZ. Còn đây là loại công suất lớn hơn một chút so với dòng 580XZ vừa rồi, đó chính là máy rửa bát DVMRB900XZ. Các bạn vừa xem xong video giới thiệu một sản phẩm quá tiện ích, nhiều công năng mà Rossi Việt Nam đã sản xuất. Ngay lúc này đây, bạn là sắp mở nhà hàng hay quán ăn, hãy lập tức liên hệ với Rossi Việt Nam để được tư vấn và mua sản phẩm. Có hotline 0912-863-364 hoặc truy cập vào website rossi.vn. Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ có những video trải nghiệm thực tế về sản phẩm để bạn có thể hình dung rõ hơn về sản phẩm cũng như các dòng máy chế biến thực phẩm khác. Hãy nhấn theo dõi đường link like để chúng tôi có thêm nhiều động lực để làm những video thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.